Xin chào các bạn, ngay bây giờ cái gì đó sẽ rất sốc cho bạn khi xem video này. Có lẽ những hình ảnh được ghi lại bởi một người nào đó ngẫu nhiên và vô tình. Nhờ điện thoại di động và Internet, cả thế giới đều có thể chứng kiến những điều thú vị bất ngờ mỗi ngày. Một số khoảnh khắc khá hài hước, nhưng cũng có một số điều điên rồ khó hiểu. Với tất cả những điều này, hôm nay Daily AZ mời bạn đến với video 5 khoảnh khắc bạn sẽ không tin nếu chúng không được ghi lại. Nào, bắt đầu! Số 5. Clip bạn sẽ xem sau đây được quay lại ở Louisiana. Video giám sát này cho thấy một người phụ nữ đã đánh cắp 18 chai rượu trong một siêu thị như thế nào. Vâng, 18 chai rượu chứ không phải là ít đâu nhé. Tại sao cô ta cần đến số lượng nhiều như vậy? Có thể bạn cũng thắc mắc giống như tôi. Cô ta đã sử dụng quần, áo ngực và túi xách của mình để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng điều cô ấy quên mất là bên trong siêu thị có gắn camera giám sát. Sở cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định danh tính người phụ nữ này. Mời bạn xem video. Số 4. Chúng ta đều biết rằng loài chó là người bạn thân nhất của con người. Nó cho chúng ta tình yêu mà không cần yêu cầu gì cả. Đó là những gì làm cho nó trở nên đặc biệt. Những gì chúng ta sẽ xem là khá ngạc nhiên. Một anh chàng đã không ngần ngại nhảy xuống dòng nước lạnh buốt với những tảng băng bên trên. Bạn biết tại sao không? Đó là anh ta cứu chú chó của mình. Nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng 99% những người yêu chó sẽ làm tương tự như vậy nếu người bạn trung thành của họ cần giúp đỡ. Mời bạn xem clip. Số 3. Video chúng ta sắp xem được quay ở Ohio tháng trước. Nhân viên cảnh sát Sandusky đã cố gắng để giải cứu một người đàn ông đang có ý định nhảy xuống cầu ở đường cầu vượt Milan. Đoạn clip này chứng tỏ cuộc sống của người đàn ông đã rơi vào bế tắc. Trong thực tế, nhảy từ độ cao đáng kể như vậy sẽ dẫn đến cái chết kinh khủng. Trong video này, sở cảnh sát Ohio đã cố gắng hết sức. Câu hỏi đặt ra là họ đã giải cứu thành công người đàn ông này hay không? Cùng xem nào. Số 2. Bạn đã bao giờ nghe nói về công viên giải trí Ferrariland ở Barcelona không? Vâng, trò chơi tàu lượn này đã trở nên nổi tiếng ngay sau ngày khai mạc nhờ một đoạn video được lan truyền trên mạng. Đoạn video cho thấy con chim rơi vào một trong những hành khách đang ở tốc độ rất cao. Nó có vẻ buồn cười, nhưng tôi nghĩ con chim làm anh ấy rất đau và để lại một vết cắt trên mặt của anh ấy. May mắn là sự cố hy hữu này không gây nguy hiểm nghiêm trọng đối với anh ta. Và thực sự, có lẽ đây là một ngày đáng buồn của anh ấy. Đây là video. Và cuối cùng là số 1. Tôi phải nói rằng video này là một trong những điều khủng khiếp nhất trong danh sách. Con gấu Rocky 5 tuổi được huấn luyện để thi đấu với những võ sĩ quyền Anh giàu kinh nghiệm, đó là Stephen Miller. Cả hai đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau để luyện tập. Trong một lần quay phim quảng cáo tại bang California vào tháng 4 năm 2008, điều bất ngờ đã xảy ra gây sốc cho cả thế giới. Đột nhiên, chú gấu nổi điên và tấn công anh chàng 39 tuổi này. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra là người đàn ông này đã tử vong sau vài lần cắn xé của chú gấu. Mời bạn xem video. Trên đây là video 5 khoảnh khắc bạn sẽ không tin nếu chúng không được ghi lại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.